Xin kính chào quý phụ huynh cùng các bé lớp trồi 1. Cô là Trần Thị Thu, giáo viên của các bé tại trường Mầm non Mỹ Hòa. Nếu không phải do tình hình dịch bệnh Covid phức tạp thì chắc bây giờ chúng mình đã được đến trường gặp cô và các bạn rồi. Chắc là quý phụ huynh cùng các bé đã rất mong đợi ngày đến trường đúng không nào? Vì vậy, hôm nay cô làm video này nhằm giới thiệu một số hình ảnh về trường Mầm non Mỹ Hòa thân yêu đến với quý phụ huynh và các bé chưa có cơ hội được thăm trường trong tình hình dịch bệnh. Mời quý phụ huynh và các bé cùng theo dõi nhé! Trường Mầm non Mỹ Hòa là ngôi trường nằm trên địa bàn xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn. Trường được thành lập vào tháng 9 năm 2020 đến nay, đã được một năm. Khung cảnh sân trường rất rộng rãi và thoáng mát. Các lớp học được bố trí hợp lý với không gian rộng rãi, thông thoáng. Mỗi phòng học đều được đặt tên theo những con vật dễ thương. Được trang bị đồ chơi và các thiết bị dạy học để các bé phát triển tư duy và khả năng sáng tạo. Môi trường bên ngoài lớp học được bố trí những khu vui chơi với nhiều cây xanh và các đồ chơi ngoài trời như xích đu, cầu trượt. Khu vận động để các con rèn luyện kỹ năng, thể chất. Ngoài ra, trong thời gian nghỉ dịch, toàn thể giáo viên trong trường đã cùng nhau trang trí những mảng tường thêm sinh động và thiết kế thêm những khu vui chơi như chơi nước, chơi cát, khóc âm thanh và nhiều đồ chơi hấp dẫn khác để các bé có thêm nhiều trải nghiệm. Học mà chơi, chơi bằng học. Dưới tầng trệt là phòng hành chánh, luôn có các cô nhân viên trực trong thời gian nghỉ dịch để tiếp nhận hồ sơ của các bé cũng như giải đáp những thắc mắc của quý phụ huynh. Trường cũng chú trọng xây dựng phòng y tế với đầy đủ các vật dụng sơ cứu cơ bản, có nhân viên y tế và trang bị kiến thức cấp cứu cho toàn thể giáo viên để có thể sơ cứu nhanh chóng và an toàn cho bất cứ khi nào có tai nạn không mong muốn xảy ra. Trong tình hình sống chung với dịch bệnh COVID, phòng y tế của trường sẵn sàng những điều kiện để đón trẻ đến trường. Kế tiếp là phòng ban giám hiệu, có cô hiệu trưởng và cô hiệu phó. Các cô luôn có những chỉ đạo chặt chẽ và kịp thời đến từng thành viên trong nhà trường trong mọi công việc. Ngoài ra, trên lầu còn có bếp ăn bán trú của trường với đầy đủ các vật dụng và các phòng chức năng. Nhưng hiện có các bác sĩ đang ở nên cô chưa tiện quay để phụ huynh và các bé xem được. Năm học này, lớp trồi 1 của chúng ta có 31 bạn học sinh, trong đó có 12 bạn nam và 19 bạn nữ. Cô rất mong dịch bệnh sớm chấm dứt để chúng ta sớm được đến trường, được vui chơi và được học cùng nhau nhé. Cô chúc quý phụ huynh và các bé khỏe mạnh, cùng nhau vượt qua đại dịch. Xin chào và hẹn gặp lại!